Sáng nay thì em ở con thuyền này, em đỗ ở dưới kia để tránh bão tránh lũ. Thì sáng nay thì em thấy sắp cầu sập thì thấy người trôi thì em chạy ra em cứu hộ. Lúc đấy thì em ở trong bờ thì nhanh quá thì gia đình em thì gọi xuống bảo cầu sập rồi, thì có người chui thì em ở trong bờ em xin. Không biết là mình hoạt động kiểu là bản năng đúng không? Mình thấy là mình ra ra đường đấy đúng không? Mình hoàn toàn không nghĩ gì đúng không? Em chạy ra em vớt rồi. Mà lúc lúc đấy là anh Sơn là đang bám vào cây chuối à? Vâng ạ, anh Sơn anh à không, anh bám vào cây xoàn này ạ, gốc cây xoàn. Gốc cây xoàn à? Vâng. Là có bị thương một cái miếng. Có một vết thương khoảng tầm 15 cm ở đây. Đó là những chia sẻ của anh Ngô Văn Khanh, 26 tuổi, ngụ khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Anh Khanh là người đã cứu giúp anh Phan Tường Sơn khi cầu Phong Châu bị sập, nạn nhân rơi xuống sông Hồng cùng chiếc xe máy. Không chỉ riêng anh Khanh, trong vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, có rất nhiều người hùng với hành động nghĩa hiệp của mình đã dũng cảm cứu giúp người hoạn nạn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ trên sông Thao, sông Hồng lên rất cao, nước sông chảy xiết dẫn đến sập cầu Phong Châu khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9. Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, một xe máy điện. 8 người mất tích đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.